Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Trọng pháo Nga, xe tăng bị phá hủy trong ngày chiến tranh căng thẳng. Trong bản báo cáo riêng năm 4 tháng 8, phát ngôn nhân Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã gọi ngày thứ Tư 3 tháng 8 là ngày chiến tranh căng thẳng. Tại chiến trường phía Nam, quân đội Ukraine cho biết đã loại khỏi vòng chiến 20 quân Nga, phá hủy nhiều xe tăng, thiết giáp và hạ gục một khẩu trọng pháo trong một ngày được coi là ngày căng thẳng trong cuộc chiến giữa nước này với Nga. Theo báo cáo sơ khởi, quân Ukraine đã phá hủy hai xe tăng T-72 cùng với một trọng pháo M-STAR-B và bốn xe quân sự bọc thép. Chiến trường ở miền Nam Ukraine được mô tả là đặc biệt phức tạp và căng thẳng. Quân Ukraine đã phục kích và bắn hỏa tiễn HIMARS vào các đoàn xe Nga được điều động tiếp cứu cho chiến trường Kherson. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine chưa có các báo cáo kiểm đếm từ các mặt trận. Mặc thư khoa sợ nhất là một cuộc đầu hàng tập thể tại Kherson. Theo các quan sát viên, một cuộc đầu hàng lớn như thế sẽ khiến cho uy tín của ông Putin nhanh chóng bị đặt thành vấn đề. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng nói rằng nguy cơ Nga tấn công hỏa tiễn đối với dân thường Ukraine vẫn ở mức cao vì sự hiện diện của một hạm đội gồm 13 tàu và thuyền của đối phương ở Hắc Hải. Một số tàu có thể mang hỏa tiễn. Quân đội nhắc nhở dân thường hành động theo cảnh báo và tuân theo lệnh thiết quân luật. Với thực tế là mối đe dọa từ các cuộc tấn công hỏa tiễn và ở một số khu vực, pháo kích vẫn ở mức cao. Đừng bỏ qua các tín hiệu cảnh báo trên không. Nếu thấy phù hợp, hãy tuân theo quy tắc hai bức tường có chỗ dựa. Đừng để mình gặp nguy hiểm, hãy tuân thủ các quy tắc và hạn chế của chế độ thiết quân luật, chỉ tin tưởng vào các nguồn thông tin đã được xác minh và lực lượng phòng vệ. Trước đó, không quân Ukraine cũng cho biết rằng vũ khí phòng không và một máy bay chiến đấu của họ đã bắn hạ 7 trong số 8 hỏa tiễn của Nga đang hướng về miền Trung, miền Nam và miền Tây Ukraine sau khi được phóng từ hai chiếc Tu-95 của Nga. Tu-95 là loại máy bay ném bom chiến lược của Nga. Trong khi đó, bình luận mà Thiếu tướng Ukraine Vadim Skibitsky đưa ra hôm thứ Hai khi ông nói rằng Ukraine đang sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp với sự trợ giúp của thông tin thời gian thực của tất cả các loại đã làm dấy lên cáo buộc của Nga rằng Mỹ hiện đang tham gia trực tiếp vào chiến tranh. Newsweek đã liên hệ với chính phủ Nga để đưa ra bình luận. Ukraine HIMARS tấn công các căn cứ của Nga trong cuộc phản công lớn. Liên tiếp trong hai đêm mùng 2 và mùng 3 tháng 8, một số căn cứ và kho vũ khí của Nga đã bị tấn công ở vùng Kherson bằng các bệ phóng đa hỏa tiễn tiên tiến HIMARS do Mỹ cung cấp. Trang tin Ukraine Observatory cho biết một căn cứ của Nga ở Chernobaika, một vùng ngoại ô Kherson, đã nổ tung tối ngày 3 tháng 8. Bộ Chỉ huy Chiến dịch phía Nam đã xác nhận tin trên trong bản báo cáo sáng thứ Năm 4 tháng 8. Phát ngôn nhân cho biết, các lực lượng Ukraine đã tấn công cứ điểm Chernobyl vào đêm 3 và trước đó chúng tôi đã đánh trúng một kho đạn ở Berisla, nằm xa hơn nữa trên bờ sông Dnipro từ Kherson. Theo Observatel, mục tiêu đã bị tiêu diệt thành công với nhiều vụ nổ thứ cấp khi đạn dược lưu trữ bị kích hoạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng đã báo cáo 3 cuộc tấn công vào các cứ điểm của Nga ở quận Berislavsky và Pastansky, cùng với một cuộc tấn công khác vào một bãi chứa đạn trong cùng khu vực. Các lực lượng Ukraine đang đặt nền móng cho một chiến dịch giải phóng Kherson, nơi bị quân đội Nga chiếm đóng trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong video gửi quốc dân đồng bào rằng họ đang đạt được tiến độ từng bước. Việc tái chiếm Kherson sẽ giúp bảo đảm an toàn cho Odessa, là cảng nằm trên bờ Hắc Hải quan trọng nhất của Ukraine và là mục tiêu của Nga ngay từ những ngày đầu của cuộc xâm lược. Trong khi đó, tại miền Bắc, quân đội Ukraine pháo kích bằng một trọng pháo M777 do Mỹ sản xuất từ vị trí của họ trên chiến tuyến ở khu vực Kharkiv của Ukraine, bắn trúng các mục tiêu của Nga đang tập trung chuẩn bị cho một hành động xâm lược. Hôm thứ Hai, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby thông báo Washington sẽ cung cấp cho Ukraine nhiều hỏa tiễn hơn cho HIMARS của họ.
như một phần của gói hỗ trợ mới trị giá 550 triệu USD. Ukraine đã và đang sử dụng HIMARS do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu của Nga ở phía sau chiến tuyến, chẳng hạn như các bãi chứa đạn dược và các trung tâm chỉ huy. Theo tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Mark Hertling, HIMARS là một người thay đổi cuộc chơi trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga, khiến lực lượng của Điện Cẩm Linh rơi vào tình trạng thảm khốc. Lực lượng Ukraine đã tấn công 3 cây cầu qua Dnipro bằng HIMARS, khiến quân Nga khó tăng cường quân đội của họ ở Kherson. Chúng bao gồm cây cầu Antonovsky, cực kỳ quan trọng hiện nay không được sử dụng. Lực lượng Nga tại các khu vực bị chiếm đóng của Kherson cũng đang phải đối mặt với cuộc nổi dậy từ quân du kích Ukraine với các âm mưu phá hoại và ám sát nhằm vào một số cộng tác viên địa phương. Nói với BBC, một du kích quân giải thích các nhóm của ông theo dõi các chuyển động của quân đội Nga, sau đó chuyển thông tin chi tiết cho quân đội Ukraine để thực hiện các cuộc tấn công bằng HIMARS. Một quan chức trong chính quyền địa phương do Nga cài đặt đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe, trong khi một số người khác bị thương. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine và Bộ Ngoại giao Nga để đưa ra bình luận. Zelensky và Stoltenberg thảo luận về sự hỗ trợ của NATO đối với Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có một cuộc điện đàm để thảo luận về sự hỗ trợ quân sự của Liên minh đối với Kiev. Tôi đã có một cuộc nói chuyện rất hữu ích với Tổng thống Zelensky về các ưu tiên hỗ trợ quân sự. Tướng Stoltenberg đã cho biết như trên. Điều quan trọng là NATO và đồng minh sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa cho Ukraine và nhanh hơn nữa. Văn phòng của Tổng thống Zelensky lặp lại phát biểu của Stoltenberg, kêu gọi các đồng minh của Ukraine gửi hỗ trợ quân sự với tốc độ nhanh hơn. Tổng thống Ukraine đã thông báo riêng với tướng Jens Stoltenberg về tình hình trên chiến trường và sự cần thiết của Ukraine có thể nhanh chóng nhận thêm vũ khí hạng nặng từ các nước thành viên NATO để đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của Nga và tiến hành một cuộc phản công tiếp theo. Ngoài ra, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng về việc nhận viện trợ quân sự phi sát thương từ liên minh càng sớm càng tốt trong khuôn khổ gói toàn diện được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Madrid. Hai bên cũng nhấn mạnh việc nối lại các chuyến hàng ngũ cốc từ các cảng hắc hải của Ukraine. Theo các quan chức Ukraine, việc di tản bắt buộc khu vực Donetsk đã bắt đầu. Các quan chức Ukraine cho biết việc di tản bắt buộc ở khu vực Donetsk đã bắt đầu với chuyến tàu đầu tiên rời Pokrovsk và xa đến hơn về phía tây ở thành phố Kopyivsky. Chuyến tàu đầu tiên đến Konitsky sáng nay, phụ nữ, trẻ em, người già, người gặp khó khăn trong vận động, mọi người đều được đáp ứng. Nơi ăn, chốn ở, mọi người đều được giúp đỡ. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Rereshchuk cho biết như trên, cảm ơn các dịch vụ địa phương, các tổ chức quốc tế và các tình nguyện viên. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Donetsk, Pavlo Kirilensko, cũng thông báo về việc bắt đầu di tản, đồng thời cho biết thêm rằng các chuyến tàu sẽ khởi hành 2 ngày một lần. Mỗi ngày được đánh số theo cặp. Một chuyến tàu di tản sẽ khởi hành từ Pokrovsk đến Kirovsky với điểm dừng ở Alexandria. Thời gian khởi hành là 16 giờ 30. Đừng trì hoãn, hãy di tản cứu sống nhiều người. Theo đường sắt Ukraine, Ulansistia, 136 hành khách, trong đó có 44 người bị hạn chế khả năng di chuyển, đã có mặt trên chuyến tàu di tản đầu tiên. Các tình nguyện viên từ World Central Kitchen đã cung cấp thức ăn cho mọi người, trong khi dịch vụ bưu điện Ukraine Uzposta trao tiền cho mọi người tại nhà ga. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thành lập phái bộ tìm hiểu thực tế về vụ tấn công nhà tù ở Ukraine. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng
Liên Hiệp Quốc đang tìm cách thành lập một nhóm tìm hiểu thực tế để nghiên cứu vụ tấn công vào một cơ sở giam giữ của Ukraine, khiến ít nhất 50 người chết và hàng chục tù binh Ukraine bị thương. Ông Guterres nói với các phóng viên ở New York, Nga và Ukraine đều yêu cầu một cuộc điều tra về vụ tấn công. Ông nói thêm rằng, các điều khoản tham chiếu cho cuộc điều tra sẽ cần được Nga và Ukraine chấp nhận trước khi nhiệm vụ tìm hiểu sự thật bắt đầu. Guterres cũng cho biết nhóm tìm hiểu sự thật sẽ không phải là một cuộc điều tra hình sự, đồng thời nói thêm rằng Liên Hiệp Quốc đang tìm kiếm các thành viên trong nhóm điều tra độc lập này. Trước đó, Nga đã mời các chuyên gia từ Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Thập tự Quốc tế tiến hành một cuộc điều tra khách quan về cái chết của các tù nhân Ukraine bị giam giữ tại nhà tù Olenivka ở vùng Donetsk, theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, Hội đồng Thập tự Quốc tế nói với CNN hôm thứ Bảy rằng yêu cầu truy cập vào địa điểm đã không được chấp thuận. Cục Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine hôm thứ Tư tuyên bố rằng vụ nổ tòa nhà được thực hiện bởi Wagner, nhà thầu quân sự tư nhân có các chiến binh đã tham gia vào cuộc xâm lược của Nga và Ukraine, cũng như các cuộc xung đột khác ở Phi Châu và Trung phía Đông. Ukraine đã liên tục cáo buộc các lực lượng Nga thực hiện vụ tấn công vào đêm thứ Năm tuần trước, để đáp lại tuyên bố của Nga rằng Ukraine đã sử dụng hệ thống hỏa tiễn pháo cơ động cao của Mỹ để tấn công trung tâm nhằm ngăn chặn các tù nhân Ukraine thừa nhận tội ác chiến tranh. Sóng gió đối với đệ nhất phu nhân Á Nhĩ Lan vì cuộc chiến ở Ukraine. Sabina Hickens, vợ của Tổng thống Ireland Michael Hickens, đã lên án cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga và Ukraine và nói rằng bà mất tinh thần trước những lời chỉ trích mà bà đã nhận được trong những ngày gần đây. Các thượng nghị sĩ và nhà phê bình chính phủ đã chỉ trích Hickens vì bà đã viết một bức thư kêu gọi ngừng bắn giữa Nga và Ukraine mà các nhà phê bình cho rằng nó chỉ là một trò tuyên truyền của Điện Cẩm Linh vì nó dường như đánh đồng hành động gây hấn của mặt tư khoa với cuộc chiến sinh tồn của Kiev. Sabina Hickens đã thực hiện lời kêu gọi trong một bức thư gửi đến Thời báo Á Nhĩ Lan được xuất bản vào tuần trước và cũng được đăng trên trang web chính thức của Tổng thống. Trong một tuyên bố được đưa ra vào tối thứ Ba, Hickens cho biết bà đã mất tinh thần trước những lời chỉ trích. Bà ấy nói, ngay từ đầu, tôi đã lên án mạnh mẽ cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga và Ukraine, và tôi hết sức thất vọng khi thấy có người cho rằng có điều gì đó không thể chấp nhận được trong lời cầu xin hòa bình và đàm phán khi tương lai của nhân loại bị đe dọa bởi chiến tranh, sự nóng lên toàn cầu và nạn đói. Sau khi bị phản đối kịch liệt bởi người Ukraine, bao gồm cả một thành viên Quốc hội Ukraine, bức thư đã biến mất khỏi trang web. Nhưng Tổng thống đã chống lại những lời kêu gọi công khai bác bỏ bức thư hoặc làm rõ quan điểm của mình về lá thư đó. Một phát ngôn viên của Tổng thống hôm thứ Hai cho biết, ông đã dứt khoát trong việc lên án cuộc xâm lược của Nga là bất hợp pháp, trái đạo đức và không chính đáng. Ông đã kêu gọi Nga rút quân ngay lập tức và chấm dứt bạo lực. Các chính trị gia Á Nhĩ Lan cho rằng tuyên bố này của Tổng thống là không đủ và rằng Hickens và chính phủ cần phải tách biệt rõ ràng nhà nước Á Nhĩ Lan khỏi bức thư đó. Thủ tướng Đức lên án Nga sử dụng khí đốt như một thứ vũ khí chiến tranh. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cảnh báo rằng Đức phải ngừng nuôi hy vọng rằng các hợp đồng cung cấp khí đốt sẽ được các công ty năng lượng nhà nước Nga Gazprom tôn trọng, ngay cả khi các dòng khí đốt tiếp tục chảy qua đường ống Nord Stream 1. Việc cung cấp khí trong đường ống Nord Stream 1 đã giảm đáng kể và Gazprom đã đổ lỗi cho các vấn đề kỹ thuật liên quan đến turbine. Rõ ràng và đơn giản, turbine ở đó, nó có thể được chuyển giao. Tất cả những gì ai đó phải làm là nói, tôi muốn nó, sau đó nó sẽ đến đó rất nhanh chóng, Scholz nói trong chuyến thăm thành phố Ruhr của Mülheim vào thứ Tư. Thủ tướng, người đã có mặt ở đó để kiểm tra một turbine đường ống gần đây đã được bảo dưỡng ở Canada nói rằng, không có lý do pháp lý hoặc kỹ thuật hoặc lệnh trừng phạt nào ngăn cản việc xuất khẩu turbine này sang Nga. Phải luôn luôn rõ ràng rằng luôn có thể có một số loại lý do vô cớ dẫn đến một cái gì đó không hoạt động. Các lý do kỹ thuật được cho là đã cản trở việc xuất khẩu khí đốt sang các nước Âu Châu khác. Không thể hiểu nổi điều đó, Thủ tướng Scholz nói.
Tuy nhiên, đối với chúng tôi, điều này có nghĩa là chúng tôi phải chuẩn bị cho thực tế là ngay cả khi việc vận chuyển khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 hoạt động tốt trở lại, thì vẫn có thể xảy ra các vấn đề gì đó một lần nữa vào bất cứ lúc nào. Tuần trước, công ty năng lượng quốc doanh của Nga cho biết họ sẽ tiếp tục giảm lượng khí đốt qua đường ống Nord Stream 1, tạm dừng một tuabin để sửa chữa. Theo các nhà chức trách Đức, dòng khí đốt đến Đức thông qua đường ống kể từ đó đã ở mức 20%. Khí đốt qua Nord Stream 1 trước đây đã chảy với 40% công suất sau khi Nga cắt giảm xuất khẩu để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với cuộc xâm lược Ukraine của nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.